Xin mến chào tất cả anh em đã đến kênh của em nhá. Hôm nay em giới thiệu với anh em hai cái mẫu đẩy công suất lớn để cho anh em chuyên chơi sự kiện. Đó là mẫu đẩy 4 kênh và một mẫu đẩy 2 kênh để chơi súp. Mẫu đẩy 4 kênh thì anh em chơi full hoặc chơi array thì rất là hợp lý anh em nhá. Đó là một con Martin MA1300. Công suất của nó là 1300W trên một kênh. Đó, rất là khủng, size 3U đúng không ạ? Con này thì em đã bóc hộp và cũng đã mở lắp cho anh em xem những linh kiện và những nội thất của nó thì rất nhiều rồi. Nói chung là anh em rất chỉ là ok đúng không? Nhìn là phê luôn. Đó. Thì là như anh em nhìn đây, đây mặt trước rất là đẹp anh em nhé. Con MA1300 này. Đó. Đằng trước và đằng sau thì nó đều có hai quạt làm mát đúng không? Rất là to. Máy chạy thì rất là êm anh em nhé. Và con này là rất khỏe, rất trâu bò, độ bền thì rất là cao. Đấy, nhìn cái mặt nhìn trông rất là khỏe mạnh anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Đó, đằng trước đây thì nó có 4 cái volume. Đấy, chỉnh từng kênh một đúng không ạ? Mỗi một cây kênh này chúng ta có thể chơi được một cặp bát 40 quay 100 anh em nhé. Mỗi kênh này có nghĩa là 4 kênh này là anh em chơi được 4 cặp bát 40 quay 100. Đó, rất là khủng, rất phù hợp với anh em chơi sự kiện. Nếu mà chơi sự kiện thì là chúng ta chỉ cần một cục đẩy này ấy để chơi chơi full đấy, hay chơi một bộ dàn array nhà mình đúng không? Và dùng thêm một con cục đẩy LX3600XS này nữa thì là rất là tuyệt vời. Riêng con đẩy hai kênh này thì lại chuyên chơi súp vì nó chạy mạch vì nó chạy mạch class H nhưng mà sò lại là JVK anh em. À quên, xin lỗi anh em. Sò Toshiba. Đó, cho nên là nó đánh rất chi là uy lực anh em nhé. Rất là uy lực luôn. Đó. Cho anh em nhìn cái chiều dài của nó. Đây là chiều sâu của cục đẩy MA1300 nhé. Đó. Chiều sâu của nó khoảng tầm ngoài 60cm một chút anh em nhé. Đó, tầm 60-65, tầm 65cm nha anh em nhé. Đó. Rất là đẹp. Con này nó lặng tầm ngoài 40kg, tầm 45kg. Đấy, tầm 43-45kg. Đó, đây mặt đằng sau. Đằng sau thì nó cũng đều có hai quạt làm mát đúng không anh em? Đó. Đều có hai quạt làm mát. Ở đây dây nguồn này, dây nguồn rất to luôn. Dây nguồn rất là khủng bố đúng không ạ? Đấy, quá to. Đây đường input, cổng A, cổng B, cổng C, cổng D. Và tất cả những cổng này nó đều có đường link hết anh em nhé. Đó, nó đều có đường link hết. Và riêng cục đẩy này thì nó có không, riêng cục đẩy này thì nó không có cái cầu xoắn đấy, để cho anh em lối trực tiếp từ dây từ loa vào đấy, mà chúng ta phải dùng rắc lưu trích đấy, đố rắc lưu trích chúng ta cắm vào nhé. Cắm vào những cái lỗ rắc này. Đó. Chúng ta phải dùng rắc lưu trích. Bình thường thì anh em để cho em chế độ stair cho anh em nhé. Để chế độ stair. Còn đây thì nó là độ nhạy. Độ nhạy của độ nhạy của đường nhạc vào anh em nhé. Chúng ta gạt cho em sang 1.4. Đó. Nó rất đơn giản thôi. Bác nào mà thích gạt sang bridge hoặc là parallel thì chúng ta có thể gạt sang parallel thì nó sẽ là sang trái, gạt bridge thì nó sẽ là sang phải anh em nhé. Để giữa thì nó sẽ là stair đúng không ạ? Nói chung là anh em mà chơi con này thì sự kiện đấy, thì không phải suy nghĩ gì. Thứ nhất là bao hay cho anh em đấy, nó chạy mạch class H đúng không ạ? Nó ra cái chất tiếng là rất là sáng đấy, sò là gì là JVK nữa. Sò của nó lên tới 80 sò anh em nhé. Đấy, con này sò lên 80 sò và nó có tất cả là 32 tụ đấy, mỗi tầng là 16 tụ đấy, 2 tầng 32 tụ, rất là khủng luôn đấy. Linh kiện là toàn những linh kiện đời mới hết đấy, toàn những linh kiện xịn xò hết anh em nhé. Toàn những linh kiện xịn xò hết. Riêng con này đấy. Con này có vấn đề gì thì sửa chữa rất dễ vì nó là những linh kiện linh kiện cắm đó, linh kiện cắm cho nên là sửa chữa rất dễ anh em. Đó. Và
giá của nó thì nó lên tới 10 triệu. Đấy. 10 triệu không bao ship cho anh em. Bây giờ tất cả cái gì nó lên. Đó. Trước thì bên em sẽ bao ship, nhưng vì bây giờ đấy, giá cả nó mỗi ngày nó một khác, và cục này nó cũng rất là nặng anh em nhé. Đấy. Cho nên là sẽ không bao ship nữa. Và tiếp theo đi kèm với nó là một cục đẩy LX Aquatic, con này mang nhãn hiệu 3600XS đúng không ạ? Đẩy này là dòng đẩy rất là lớn anh em nhé. Nó là dòng đẩy 2 kênh để chuyên trị súp kép. Đó, chuyên trị những dòng súp kép như kia. Đó, chuyên trị súp kép nhá. Mỗi kênh này anh em chơi một quả súp kép thì bao căng luôn. Đấy, dư công suất nhá. Đấy, chạy rất là mát. Đó. Nhưng mà cục đẩy này thì nó chỉ có 2 quạt làm mát thôi. Đó, nó chỉ là 2 quạt làm mát đằng sau nhé, đằng trước thì không có. Size của nó thì cũng tương đương. Đấy. Size của nó thì nó dài bằng con MA1300 đúng không ạ? Size thì đúng dài bằng luôn. Nhưng mà đằng sau, bề mặt đằng sau của nó thì như anh em nhìn thấy đây ạ. Bề mặt đằng sau thì nó khác với con MA1300 là nó sẽ có này. Con này nó hơn cái là nó sẽ có cái cầu xoắn này, đúng không ạ? Như anh em nhìn thấy đây. Đấy, nó có thêm cái cầu xoắn này để cho chúng ta sẽ đấu dây loa vào, đúng không? Đấu dây súp vào, đúng không ạ? Đó. Rất hay. Đấy. Và đi kèm với nó đều có cái rắc. Đấy, rắc để chúng ta cắm lưu trích nhá. Ở đây thì nó có 3 đường. Đấy, rắc cắm lưu trích. Đó. Nó có một là hai, nó có hai chế độ này. Đấy, là sờ te đúng không, và chế độ giữa đây là chế độ ví dụ như anh em đấu brit đấy thì là chúng ta sẽ phải cắm rắc lưu trích vào cái lỗ rắc này đúng không? Đó. Còn đây cũng là độ nhạy của đầu vào anh em nhé. Đó. Nó cũng như các con đẩy khác, độ nhạy đầu vào này. Đó. Và chế độ sờ te parallel brit đúng không ạ? Đấy. Bình thường anh em để cho em sờ te ok rồi. Và con này thì nó có thêm một cái là nó có thể cắt súp ngay trên cục đẩy này. Đấy, cắt súp ngay trên cục đẩy này, chúng ta không cần phải qua cốt đúng không ạ? Đấy, ví dụ như chúng ta không có cốt, chúng ta có thể cắt ngay trên cục đẩy này. Đó, chúng ta gạt lên thì nó sẽ cắt từ giải 30Hz đổ xuống nha anh em nhé. Đó. Và chỗ 150Hz này, phần nào pan này chúng ta sẽ gạt lên là nó sẽ tự cắt súp. Nó sẽ không ra cái tiếng lời anh em nhé, nó chỉ có tiếng súp không. Đó, nó rất là hay. Đó. Nói chung là con này, bộ đôi này thì anh em mà dùng chơi sự kiện là rất là ok đúng không ạ? Quá là ok. Rồi, em làm video ngắn. Thì anh em xem video thấy hay nhớ like và ủng hộ kênh. Bạn nào muốn mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.